rồi mình sẽ cắt hành vô nha, cắt hành lá vô. Ôi, quá trời hành lá luôn. Anh nói cái gì mà anh nói? Rồi xong rồi mình tắt bếp nha. Đây là cái nồi nước mắm kho quẹt của mình ha. Đó, mình thấy rất là hấp dẫn ha. Đây là cái dĩa rau của mình. Đó, đây là cái dĩa rau của mình đó mọi người. Đó, để mình chấm ha, rất là ngon luôn. Thế là mọi người, chiều nay mình sẽ làm cái món là mắm, nước mắm kho quẹt ha. Ở đây mình có thịt mình đã cắt ra rồi. Thịt thì ở đây nó có thịt nạc, thịt bắp chỉ nữa mọi người. Thịt bắp chỉ nằm dưới. Rồi tôm khô thì mình đã làm sạch sẽ rồi ha. Hành tỏi, nước mắm, rồi dầu ăn, rồi sa tế, rồi đường, tiêu. Ở đây thì mình có thêm một cái dĩa rau để lát mình luộc ha. Rau củ lát mình luộc ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho một miếng dầu vô ha. Vô để cái nồi nó không có bị dính đó mọi người. Mình cho thịt vô ha. Sau khi mình đã nấu cái rán cái thịt này lên ha, mình sẽ múc ra nha, múc ra cái chén. Mình sẽ bỏ hành tỏi vô mình phi ha. Mình bỏ hành vô trước ha. Cái nước bên đây nó sôi rồi đó mọi người. Mình sẽ cho một miếng muối vô để mình luộc rau ha. Mình sẽ luộc măng, luộc măng tây trước. Với nấm. Cà rốt luôn ha. Cái rau lang này mình luộc sau nha mọi người. Tại vì mình luộc rau lang trước á, cái nước nó sẽ bị đen đó mọi người. Rau lan này á, mình trồng ở trong nhà mọi người, mình trồng bằng củ ở trong nhà. Rồi mình cho tỏi vô ha. Rồi tỏi hành thơm là mình sẽ cho tôm vô ha. Rồi mình xào. Bây giờ mình sẽ vớt cái tiêu chín. Mình
xào cho cái tôm nó thơm nha mọi người. Rồi mình sẽ cho nửa muỗng đường vô hai cái tôm này ha. Mình muốn tôm cho tôm nó thấm đường á mọi người. Mình cho thịt vô luôn. Mình sẽ vớt nấm với cà rốt với cái này ra ha. Mình luộc đậu bắp nè. Cái nồi này mình sẽ làm nước mắm ha. Mình sẽ làm 5 muỗng nước mắm cho mọi người. Mình cho 2 muỗng đường. Tại mới nãy trong đây mình cho nửa muỗng đường ở trong đây rồi. Và mình sẽ cho nước nha. 5 muỗng nước mắm thì mình sẽ cho 5 muỗng nước. Quậy lên rồi mình cho vô trong cái nồi này nha. Đó, mình nêm nếm sao nha mọi người. Nó sôi lên rồi, mình nếm thử coi nó mặn hay lạt. Nó còn khá là mặn á. Mình sẽ cho thêm 5 muỗng nước ha. Vậy là nước nó sẽ gấp đôi cái nước mắm nha mọi người. Mình sẽ cho thêm đường. Mình cho 1 muỗng đường nữa. Rồi mình sẽ để nó sôi lên ha. Mình vớt cái đậu bắp này ra là bắp này em này chín rồi. Rồi mình sẽ cho rau lang vô luôn. Rau lang á, nước nó phải thật là sôi. Và mình phải cho một chút muối vô thì cái rau nó mới xanh được nha mọi người. Không thôi rau nó rất là đen ha. Rồi rau lang nó cũng chín rồi, mình sẽ vớt ra ha. Người coi cho ăn rất là xanh luôn, xanh mướt luôn á. Rồi mình sẽ nếm cái mắm kho quẹt này ha. Để
cho một nửa muỗng đường nữa mọi người. Rồi xong, giờ mình sẽ nấu cho nó cạn lại ha. Hai cái nồi kho quẹt của mình ha, mình nêm nếm mình thấy nó đã vừa ăn rồi, mình sẽ cho tiêu vô nha. Mình sẽ cho một miếng ớt sa tế vô ha. Mọi người thấy có hấp dẫn không? Quá ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cắt hành mọi người. Hành mình trồng ở trong nhà đó. Hành mình trồng ở trong nhà thì đem mình ra mình cắt. Nè mọi người thấy cái hành à, cái hành của mình trồng á. Thì mình cắt, mình cắt lá cũng khá là nhiều lá. Mình sẽ cắt hết cái lá này luôn quá, nó nhiều quá. Đó. Nó được một mớ quá trời luôn. Giờ mình đi rửa nha. Rồi mình sẽ cắt hành vô nha, cắt hành lá vô. Ôi, quá trời hành lá luôn. Hành nó cái gì mà hành nó xong rồi mình tắt bếp nha.